giới loài người. Từng ngày đây chuyện buồn vui nơi thế giới loài người. Nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ. Nơi thế giới loài người từng ngày đây chuyện buồn vui. Nơi thế giới loài người nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. nè, cái nút này là bấm là thu hình đó. Dạ, 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 dạ. Cái nút bự nhất của thằng ba. Ừ. Rồi, sao, sao, xuống đi. Dạ, dạ, nóng. Đây, đây, đây. Một, hai, ba. Xuống đi, con đưa đậu qua đây, xuống đi. Dạ, dạ. Đẹp quá. Hai, ba. Ê, xuống đi, nghe nè. Ví dụ mẹ con đi, mẹ con bị đau chân nè, bây giờ con cõng mẹ đi thể hiện tình yêu thương. Em xí tì đi. Suri sao nó cõng em nổi? Con cõng nổi không? Dạ, dạ được ba. Được không? Dạ được mẹ. Đây. Suri cõng mẹ nha. Cõng mẹ đi chơi. Cõng nha. Ráng lên nha con. Dạ. 1 2 3. Rồi. Ê, Suri, bây giờ con cõng tới ba đi. Cõng ba nổi không? Dạ chắc được mẹ. Ê mẹ chụp nha. Ba chụp hình, rồi rồi. Hắn lên con, hắn lên. Ai cũng chụp hình với ba mẹ rồi nộp cho cô hết trơn rồi, chỉ có mình. Ba. Rồi, hai cha con cười tươi lên nha. 2 3. Sao? Con thấy ba của con phong độ không? Dạ, ba của con phong độ lắm. Chứ sao? Anh đúng là phong độ thiệt. Nhưng mà hơi lớn tuổi một chút. Có duyên ghê không? Dạ, thưa ba con đi về. Ừ, chút xíu nữa ba rửa hình xong, ba mang tới cho con nghe. Dạ. Mà con đi bằng xe đạp hả? Dạ. Chạy xe cẩn thận nghe không? Dạ, không có sao đâu ba, con chạy xe được rồi mà. Ừ, đi đi. Thưa ba con đi. Thưa chú con đi. Dễ thương hết biết vậy đó. Mà nè, hồi nãy nói tôi lớn tuổi là sao? Ý anh kêu tôi già đúng không? Xin lỗi anh nghe. Ra ngoài đường ai cũng nói tôi còn phong độ hết á, dòm mặt tôi nó tưởng ba ngang bằng tuổi Hoàng Lan không. Mày về trước đi. Một mình chị làm được không? Có mày chỉ làm cản trở thêm thôi. Đi về đi. Sao? Dạ đâu có sao. Nhỏ mà ăn nói hỗn hào với người lớn à. Mày nói cái gì? Ê, dạ không. Cái thằng. Mình xin lỗi bạn nha. Bạn ở đâu không vậy? Đâu quá à.
tay. Cháu à, hay là để bà đưa cháu đi bệnh viện nha. Dạ, dạ không có sao đâu bà. Mình xin lỗi bạn nha, tại mình mà bạn bị thương. Mẹ đã dặn con rồi, chạy xe đạp phải chạy cẩn thận chứ. Con coi coi cái chân nó đi được chưa con. À, dạ. Con bớt đau chưa? Dạ đau cô ơi. Ừ, đỡ đỡ cháu nó đứng xuống coi nó có đi lại dạ. được không con. Con đứng xuống để coi nha. À, dạ. Nhẹ nhẹ thôi. Thử đi coi. Từ từ thôi con. Được cho không? Cho nó quay lại thử rồi con. Được không? Giờ con về nhà mà thấy đau quá thì kêu ba mẹ đưa qua đây rồi cô chở đi bệnh viện nha. Nhà con ở xóm này hả? Dạ không, nhà con ở xóm trên. Con mới chuyển về đây thôi bà. Con nhóc này sao lại cứ nhìn mình chằm chằm vậy không biết nữa. Đây là phòng của mình, bạn có học lớp 7 hả? Ừ. Mình là Hoàng Lan, còn bạn tên gì? Mình hả? Mình tên là Lê Thị Nuna. Lê Thị Nuna, tên nghe cũng dễ thương quá. Mình học trường ánh sao, còn bạn học trường gì vậy? Mình đâu có đi học đâu. Bạn không đi học hả? À, không không, ý mình là mình mới chuyển tới đây mà. Vậy mà mình cứ tưởng. À Hoàng Lan, bạn có nhiều bạn không? Có, Masuri ở kế bên nhà mình nè. Mà có gì không? À không có gì, tại vì mình không có bạn. Cho nên nếu bạn có bạn thì giới thiệu với mình ha. Ờ, được vậy thì mình qua nhà Suri chơi đi. Bạn ấy dễ thương lắm. Mẹ ơi, con qua nhà Suri chơi chút nha mẹ. Chào bác, chào chị. Dạ con chào bà, con chào con đi. Hai đứa đi đi con. Dạ, thưa bà con đi. Con đi nha mẹ. Đi. Con bé nhìn có nét quá mẹ ha. Nhưng mà cái ánh mắt với cái nét mặt nó không có giống con nít. Con cũng thấy như vậy đó nội. Hả? Hay quá. Ủa, Hoàng Lan mới qua chơi hả con? Dạ, con chào cô. Ừ. Nhưng mà ai đây? Dạ, đây là Nuna, bạn mới của con đó cô. Nuna, bạn mới hả? Con chào cô. Vậy thì tụi con lên phòng của Suri đi. Ở trên lầu 2 đó, đi đi con. Dạ, mình đi. Nuna, vậy là Suri có bạn mới. Ủa? Suri. Đứa nào cũng nhìn ta chằm chằm. Con nhóc Ngọc Yến, Chini, giờ đến thằng nhóc này nữa chứ. Đây là Nuna, mới chỉ đến khu phố mình đó, mà ở xóm trên. Bạn ấy không có ai chơi hết nên mình dẫn qua chơi chung đó. Mình là Masuri. Mình là Nuna. Sao vậy? Không có gì hết á. Mà nè, trước khi bạn chuyển tới đây, bạn sống ở đâu vậy? Bạn hỏi làm chi? Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Ở tầng 1. Mình đi vệ sinh chút nha.
đâu rồi ta? Đều được ghi chép trong này. Chết rồi, sao trời tối nhanh dữ vậy ta? Ba, vô coi có bị mất gì không ba? Con đi với ông. Đi đi đi. Em à. Em. Dạ. Khỏi có kiếm đi. Anh thấy con bé nó nhỏ xíu à, chắc là không biết ăn cắp đâu. Không phải vậy đâu. Anh biết không, ngay từ lần đầu gặp nó là em cảm giác nó có một cái gì đó không bình thường. Mắt nó cứ lao liền gì nè, nhìn gian lắm. Hình như là không mất cái gì. Với lại hồi nãy con cũng đã vô phòng ông rồi, đâu có thấy ai đâu. Khoan, nhưng mà cái cô bé đó là ai vậy? Bạn của Hoàng Lan. À Hoàng Lan, cái cô bạn tên Nuna hồi nãy là bạn của con hả? Dạ không, tụi con mới gặp nhau lần đầu à cô. Lần đầu? Mà bạn nói đâu rồi cô? Nó đi rồi, tự nhiên cái vô phòng ông của chị, không biết nó làm cái gì nữa. À thôi, cũng trễ rồi, con về nghỉ ngơi đi. Dạ, thưa ông con về. À. Thưa cô chú con về. Em về nha chị. Bye bye. Chào bạn. Ông ơi. Có khi nào cái bạn hồi nãy là do hoa hồng đen biến thành không ông? Không, không thể được. Phép thay đổi hình dạng á, chỉ biến được gương mặt thôi, chứ không thể biến từ người lớn thành trẻ em và trẻ em thành người lớn được. Cứ cho là như vậy đi ba. Nhưng mà thật sự hồi nãy khi nhìn vào trong mắt của cô bé đó, con thấy có một cái gì đó nó không ổn. Và nếu như là người bình thường thì tự nhiên chạy sọc vô phòng ba để làm gì? Không, tôi nghĩ có khi mình bị ám ảnh đó. Thời gian qua, hoa hồng đen đã gây ra nhiều chuyện cho mình, cho nên nhìn đâu cũng thấy hoa hồng đen. Ờ thì cũng có thể là như vậy, nhưng mà thật sự trong chuyện này tôi thấy nó lạ lắm. Trong một chút xíu nữa là tao đã biến nguyên hình trước mặt ba Ram rồi đó. Chị không sao hả chị? Ôi, chị ơi, chị đừng đi tới lui nữa, chóng mặt quá. Chị lo đọc sách phép thuật đi, tìm cái cách mà giải cái phép này. Ừ, ta phải học sách này, đọc sách này mới tìm được cách giải. Cuối cùng cũng có cách rồi nè. Muốn hóa giải phép thuật
chỉ có một cách duy nhất là... là phải tuân theo lời phán của người đã làm phép. Ồ vậy là đâu có cách nào đâu. Chỉ có một cách là chị phải đi học cái thứ tình cảm gì của loài người thôi à. Bà ơi, bà nhớ Nuna không bà? Ừ, Nuna. Dạ, là cái bạn mà con đụng xe rồi vào nhà mình đó. Ờ thì ba nhớ, nhưng mà rồi sao con? Bạn đó có gì lạ lắm bà. Tự nhiên qua nhà Suri chơi. Sau đó bạn đó còn chạy vào phòng của ông nội Suri nữa. Rồi còn lật lật chạy ra khỏi nhà nữa đó bà. Cái gì vậy? Gì mà vô phòng người ta rồi lại bỏ chạy ra khỏi nhà là sao? Dạ, em nói rồi mà, chị đó lạ lắm. Hoàng Anh ơi, ba về rồi, có hình rồi nè con. Ba, ba có hình nè, đẹp lắm. Ba, con coi trước đi ba. Rồi rồi, ba. Đây nè, đây, đó. Ông mình đi tập thể dục xong rồi ra nhà văn hóa chơi nghe. Ờ cũng được. Ra nhà văn hóa sinh hoạt nói chuyện á, chúng tôi ở nhà mấy đứa nhỏ nó cứ để ý, trời ơi nó cứ dòm ngó hoài khó chịu lắm. Ra đó ha, vừa ngồi nói chuyện lâu nè, vừa thoải mái mà vừa vui vẻ nè, ông thấy được không? Ừ được chứ. Nhưng mà tôi nhưng sao? Tôi không học aerobic nữa đâu nha. Đi đi. Con nhỏ mày giỡn mặt cái tao hả? Cái gì? Đi ra ngoài học cái thứ tình cảm của con người đi. Chờ gì nữa? Nhìn gì? Nhìn là được cái gì? Nít mà hỗn hào. Nếu đó là cách duy nhất thì phải chịu nhục nhã mà học cái thứ tình cảm tầm thường của con người thôi. Cách tốt nhất là phải học từ bọn nhóc kia. Trời ơi, nghĩ tới đã thấy nhục nhã rồi. Mấy bạn nhìn nè. Wow, Hoàng Lan, nhìn ba của bạn vui thiệt á. Ủa, Suri đang xoa bóp cho ông hả? Ừ. Mạnh Vũ, còn hình của bạn đâu? Hình hả? Tại hôm qua ba mình làm đêm nên chưa chụp được. Chiều nữa mình sẽ chụp. Nói thiệt nha, mình thích chụp với ba hơn, tại vì ba mình đẹp mà. Công nhận nha, mình thấy mẹ mình nặng hơn ba mình đó. Ủa mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ dẫn ông nội Suri ra trung tâm văn hóa quận đi sinh hoạt. Vậy mẹ đi đi. Mẹ đi nghe. Dạ. Ôi không lẽ mẹ mình có tình cảm với bác Ba Ram thiệt hả ta? Trời, lẽ nào lại như vậy? Ý,
Ba đẹp quá ta. Ba định đi đâu vậy ba? À, ba định đi ra nhà văn hóa. Ủa, ba ra nhà văn hóa làm gì? Ở nhà văn hóa có nhiều cái để học lắm con à. Ba đi chung với bà nội của Hoàng Lan hả? Ừ. Tại ba rủ quá. Dạ, cho ba đi nha. Dạ. Ba đi cẩn thận nha ba. Gì? Sao dạo này ba mình làm cái gì cũng chung với lại bác ở bên nhà hết vậy? Chung là sao? Thì đi tập thể dục buổi sáng nè, rồi đi ra nhà văn hóa nữa, rồi còn gì nữa em đâu biết. Anh, sao em nghi quá? Em nghi gì? Có khi nào ba nhà mình với bác bên nhà bển giống như chú May với cô giáo Suri không? Nó bậy, không có chuyện đó đâu. Ờ, nó bậy. Mà cũng nghi á à. Thôi, ba rồi. Đồng Yến về rồi hả con? Thưa mẹ, con mới học về. Ừ. Ba đâu rồi mẹ? Bà đi nhà văn hóa rồi con. Bà đi với ai vậy mẹ? Bà đi với ông nội của Suri. Sao không cho mình đi chung ta? Thôi, đi tắm rửa rồi ăn cơm đi con chúa của mẹ. Dạ. Ông thấy thì sao? Giờ học cái gì trước đây? À, học cái gì trước cũng được. Thí dụ như học bóng quyệt thì cũng tốt. Mà học khiêu vũ ngoại giao thì cũng thú vị chứ. Vậy thì học hết cả hai. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Ừ, nhưng mà giờ đói bụng quá. Hả? Đi ăn bún riêu đi. Bún riêu? Ừ, tôi biết một quán bún riêu rất là ngon. Bún riêu tôi không biết là cái món gì, nhưng mà thấy bà thích chắc tôi cũng thích. Vậy thì được, đi. À, đi bà. Ôi, chị thì đi học rồi, không có ở nhà hết. Ông với bà thì đi chơi, mình biết chơi với ai bây giờ? Hay là mình qua chơi chúng tôi, đúng rồi. Luna. Chào bạn. Mấy người mới đi học về hả? Ừ. Tôi thấy không có gì làm, buồn quá à. Cho nên chờ mấy người về chơi chung nè. Ai vậy Hoàng Lan? Mình tên là Lê Thị Luna. Còn mình tên là Thái Hồ. Học lớp 7 trường Ánh Sao. Ủa, tại sao không qua bạn từ trong nhà tôi chỉ ra vậy? À, tại vì bữa đó mình bị đau. Có phải là do mình đụng bạn không? À không phải đâu. Tại vì cơ thể mình ốm yếu quá, cho nên hay bị đau vậy thôi. À, thì ra là vậy. Vậy mà mình cứ tưởng. Ủa, chào Tuấn. Con sao vậy? Dạ, con có gì đâu được. Em biết sao anh chưa có hồn mà nè. Tại sao vậy? Em muốn đi. Ủa sao vừa nghe con nói là Dê Dê thích con rồi bà? Sáng nay con Dê Dê đã đổi ý rồi. Đổi ý chỗ phải không? Đúng rồi đó. Đây là cái gì vậy? Đây là cái gì vậy? Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ. Nơi thế giới loài